Thưa quý vị, những ngày này, khắp các trường học trên địa bàn thành phố, những hoạt động tri ân ý nghĩa, những lời chúc gửi gắm đến cô thầy đã được học sinh truyền tải bằng nhiều cách thức khác nhau nhân ngày hiến chương nhà giáo. Giờ giao cơ tuần này của thầy và trò trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng quận Sơn Trà đặc biệt hơn mọi lần khi học sinh có cơ hội được bộc bạch những tình cảm tri ân với cô thầy qua những câu thơ, lời văn, bài hát và cả những bông hoa. Thì năm nay thì trường em cũng đã tổ chức rất là nhiều hoạt động tri ân hết sức có ý nghĩa như là thi ươm vườn hoa điểm 10, tỏa sáng tài năng và đặc biệt nhất là nét bút tri ân. Với nét bút tri ân thì chúng em được trực tiếp bày tỏ tình cảm tâm tư của mình với thầy cô qua những phần thơ trong sáng, những câu văn mộc mạc hay những bức tranh đầy màu sắc đã thay chúng em gửi đến thầy cô những lời cảm ơn, những lời tri ân sâu sắc nhất. Học sinh thời 4.0, cách biểu lộ tình cảm với cô thầy cũng nhiều khác biệt so với các thế hệ trước. Sự tương tác với giáo viên được mở rộng từ không gian trường học đến không gian mạng xã hội. Cách dạy học hiện đại thiên về gợi mở cũng khiến khoảng cách thầy trò thêm gần lại. Những lời nhắn nhủ đến cô thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam được học sinh viết vội, đính trên những mảng tường đầy màu sắc tại ngôi trường này cũng thể hiện đúng sự đa dạng trong suy nghĩ, sự yêu thương qua từng lời gửi gắm. Trong một năm học thì thầy cô luôn cố gắng đưa những kiến thức, những cái điều mà mình cần biết trong cuộc sống. Vậy nên là như sắp tới 20 tháng 11, chúng em đã làm những tấm thiệp, những lời chúc sâu sắc đến thầy cô. Hy vọng thầy cô đọc những tấm thiệp này sẽ cảm thấy vui vẻ và tự hào về chúng em. Cùng với những thay đổi mạnh mẽ trong giáo dục, việc tổ chức các hoạt động tri ân trong trường học nói riêng, các hoạt động trải nghiệm nói chung trong những năm qua cũng nhiều sắc màu hơn, thiên về kết nối giữa gia đình, nhà trường, học sinh, đồng thời giúp học sinh được bộc lộ trực tiếp nhất những cảm xúc của chính mình. Nhưng có lẽ, dù có nhiều đổi thay trong cách thể hiện, tình cảm thầy trò khăng khít vẫn là điều thiêng liêng nhất mà mỗi học sinh, mỗi thầy cô giáo, mỗi người làm cha làm mẹ cảm nhận được sau những hoạt động này. Hàng năm thì đến cái mùa hiến chương nhà giáo thì mình cũng mong muốn cho là cái ngành giáo dục mình tạo được một cái để mà các cháu biết được cái tôn sư trọng đạo. Cho nên là muốn để trường cũng tạo được cái sân chơi như thế này cho các bạn, để các bạn ý thức được về cái tình thầy trò. Cái thế hệ học trò trước với thế hệ học trò bây giờ thì các em tất nhiên cũng sẽ có những cái cách biểu lộ nó khác nhau. Nếu học trò trước thì các em có thể là kín đáo, nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ học trò bây giờ thì các em mạnh dạn hơn, các em tự tin hơn. Nhưng mà dẫu có cái sự đổi thay như thế nào đi chăng nữa thì mình luôn luôn cảm nhận được cái sự chân thành, cái tình cảm trân trọng, tri ân mà các em dành cho các thầy cô giáo ạ. Em chúc cô thầy nhiều sức khỏe, luôn nở nụ cười hay chỉ đơn giản là con yêu cô. Những lời nhắn nhủ yêu thương của học sinh cũng chính là động lực, niềm vui lớn nhất với mỗi người thầy, người cô trên chặng đường gieo hạt.